Người đẹp đến Triều Châu đây nè các bạn ơi. Lên thắng thắng miền Tây á, thấy rồi coi chưa, cái đó thắng Sóc Trăng. Thấy sao không thấy, tại chế vui vẻ mà sao không thấy. Rồi con quay ra đứng dài dài quay dài hết cao này đó. Không thấy hết trơn. Thấy không? Rồi trời. Thấy á. Thấy cao cao. Thấy nhân vật cánh này hết trơn mà bay vô lao quay hạ nha. Cánh nè, cánh nè, cánh nè, cánh nè. Thắng nó ra sao nó quay dài nữa. Qua lộ ở Trần qua lộ má cho hai qua lộ từ từ qua lộ từ từ qua lộ em mấy qua lộ về chặn mấy bà già qua qua lộ từ từ nghe mấy chị cho hai. Quy lóc thắng miền Tây mới làm mà 800 mấy rồi đó. Cháu lấy hai cháu
thùng đó. Đây 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 các bạn. Đây nhớ là cần kia cần. Bữa nay đi làm một chút tình người các bạn, làm từ thiện bỏ chút thời gian ra các bạn. An cư thiết hạ, chùa Đại Giác. Đi tới chỗ con mà hãy cho nha. Rồi mấy vị niệm Phật theo thầy nè. Nam mô A Di Đà Phật. 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 Còn cho tiền mình niệm Phật luôn con. Niệm Phật cầu phúc lành. Nam mô A Di Đà Phật.
Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di nhận thần cho nhỏ dùm. Rồi rồi bây giờ tới chưa? Bây giờ tới mấy người nhà nãy sa lăng đi. Người nhà nãy sa lăng cho sa lăng trước. Ấy, nãy giờ mình quên phát quà. Trời ơi là gì? Bây giờ mấy người bây giờ mấy người nãy nhận tiền giờ quay lại nhận quà. Giờ đứng trong này nè, mà mình cho quay lại. Quay lại được đi qua luôn. Đúng rồi. Bây giờ mấy vị nãy nhận tiền nhận quà rồi, giờ đi lại nhận quà nè, này không có mất tiền rồi đó. Rồi quý vị công quả nãy cầm tiền trên tay đi, ai có tiền mới cho quà, nặng mình không có lộn. Rồi ai cũng cầm tiền trên tay. Rồi đó. Rồi, cô đứng đây. Bác sửa đi. Bây giờ cầm tiền nha, cầm tiền nha. Rồi cầm tiền nha. Rồi đấy nè, một phần này luôn. Rồi đó, anh ra đứng đây anh khác. Rồi anh ra đi chừng nào? Anh có phát tiền không? Phát rồi, cháu phát rồi. Rồi, mấy người đây nè. Một nè. Nè, khoan từ từ. Người nào cầm tiền ra thì mới phát quà. Mấy chị không cho tiền nữa nha. Anh nha. Rồi đi thẳng đường nó ra luôn. Rồi quý thầy bước vô. Quý Tân ơi. Quý Tân. Rồi mấy chị hãy kêu từ người nào người đó đứng dậy nha. Rồi mấy chị phục vụ thiện nguyện trong chùa đứng hàng vô. Tân vô. Đi. Rồi kế. Rồi đứng mấy chị này trước đi. Rồi 1, 2, 3 chúng ta niệm Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô. Đây là những vị phục vụ cho chùa. Chị Mai nói lì xì cho các vị để giúp cho các vị có điều kiện mà phát tâm đặng mà làm tốt nữa cái công việc từ thiện. Đây là những vị phục vụ cho chùa đó. Rồi tới thầy mời các vị thằng hô mấy vị xây chùa khung lên đây luôn con. Bữa nay có một bệnh thân khởi hay lại lại tiếp liền đi từ từ ai cũng cho hết trơn nghe con. Dạ mấy vị này là xây chùa. Bữa nay sư phụ cũng ra hơi luôn á, mệt quá trời. Mấy vị rửa chén sắp hàng một hết con, sắp hàng một hết trơn. Bữa nay chị Mai cho không có thiếu ai hết trơn nha. Chị Mai là cho mấy người công quả thiện nguyện nè, cho quý thầy nè, cho mấy người rửa chén nè, cho mấy người xây chùa nè, cho bệnh nhân luôn. Dạ tấm lòng của các chị. Đại đoàn trường thánh mình đi bao nhiêu người nãy thầy kêu làm nước mía cô mời mấy quà ơi, chuẩn bị 35 ly nước mía kế chụp hình liền. 40 ly nước mía, cái này là của chùa gửi là ngọt ngào của thầy gửi cho quý vị nha. Đây là chỉ cho những người rửa chén nữa đó. Cô đứng cho người xa.
cho xa lăng này trước. Chưa chưa chưa. Cô Hương đứng đây thì mới cho em này vô. Cho cái đường này xong. Cha đừng niệm nó con hãy sư phụ nhất nữa. Đừng niệm sao người lại vô rồi phụ nhớ hết. Rồi cô Năm một phần xong rồi cô Năm đẩy Khánh xuống luôn nha cô Năm. Khỏi chặn thử nha cô Năm ơi. Rồi. Mấy vị đẩy xa lăng này mình chỉ cho một người thôi. Mấy em mình nhớ ha. Rồi mấy vị đẩy xa lăng mình chỉ cho một người thôi nha. Đừng cho người đẩy. Ừ. Rồi những người nhà đẩy xa lăng vô. Những người nhà đẩy xa lăng vô. Xa lăng mình chỉ cho một người thôi. Mấy chị mình chỉ cho người xa lăng thôi nha chị Mai. Mai lấy cái thùng chút đây này đi. Mình chỉ cho một người đấy, cô Năm một phần thôi. Được rồi nha, đây thiếu cũng đủ. Ổng đâu vậy? Ổng đâu thì lên coi. Quay lén nha, đừng có chọn thấy nha. Hết tiền, hết mạng, hết gì luôn. Hello. Bye bye.
không rung luôn. Thank you.